Alo, chào mọi người. Việt Nam ơi, con ai chưa ngủ nữa không? Vô xem, vô mời thì mời vô ủng xem ủng hộ nick mới với. Và ở đây thì hình như chúng nó đã là thật sự là đối đầu lộ diện rồi. Chúng nó thật sự đã lộ diện đấy, cửa quầy chân tay, và đang thật sự là muốn khiêu chiến, muốn đối đầu với chế độ cộng sản rồi. Đấy, chúng nó ngang nhiên nói rằng cái bài hát này là của một nhạc sĩ vừa mới sáng tác và nói về lòng yêu nước của con nấm. Đấy, cá người cái lòng yêu nước của truyền nhân. Và con nấm đi đã đi trước rồi thì chúng ta tiếp bước thì sao đi sau, không run sợ, không lo sợ. Đấy, thì tao nói với cái con mà gọi là cái mặt mà tròn vành vành giống như cái bài phâu trân ấy, thì tao nói với mày này này, là cái cử của mày á là nên im lặng ấy, ngồi mà nghe cho nó khỏe. Đấy, chứ cái dạng của mày mà đòi làm chính trị chính em, rồi là đòi đứng ra mà kêu gọi gọi là những cái đứa nào đó bày đàn chúng mày mà tiếp bước theo con nấm á, thì nói thật là mày chả làm nên cơm cháo chi cả. Đó, người ta nói nhìn mặt bắt hình dáng, nhìn cái mày nó tối om như một cái hũ nút. Đấy, thì cũng may ra mà dư không có cái nghề ngổng chí rồi để mà kiếm tiền mà ăn. Đó, chứ còn mà mi mà muốn chửi, muốn là kiếm một suất đi để mà lườm vỏ trái như con nấm đấy, để làm chó hoang chui gầm câu như con nấm đấy, thì mày cứ mặc. Mà tao nói với chúng mày này, những cái khí, những cái thời trước cách đấm á, tức là tổ tống của bác Que. Đấy là tổ tống của thằng Diềm, tổ tống của bác Que đã là trời ơi không biết bao nhiêu là tiền vàng, vàng bạc mà kể. Và kể cả cái khí mà thằng Mỹ mà đứng đầu với Việt Nam á, thì thằng Mỹ là rất là hùng cường mạnh nhất thế giới về súng đạn, về tiềm năng kinh tế. Đấy, bên cạnh đó còn bên cạnh thằng Mỹ, thằng Mỹ còn có cả châu Âu nhá, cả châu Âu đấy. Dám là không có nước nào mà không tài trợ cho thằng Mỹ, là từ là tình tiền cho đến vật chất mà để mà súng đạn, lương thực để mà đưa sang Việt Nam để mà nuôi lính mà đánh Việt Nam, nuôi những cái bọn đánh thuê và những cái bọn lính Mỹ. Kể cả Đông Nam Á cũng có rất nhiều nước, đó là Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái, Lào, Lào thì không, đấy, Philippines, đấy, rất nhiều nước là đồng minh với Mỹ. Đấy, gần như là cả thế giới hợp sức lại để cùng với Mỹ đánh Việt Nam. Rằng thằng Nhật, thằng Thái, thằng Philippines là gần, thì là cho làm, cho mượn căn cứ để làm là sân bay, rồi là làm cái kho lưu trữ là đạn dược, bom nò này kia. Đấy, và là như Hàn Quốc đấy, thì là còn là cho lính đánh thuê này. Và kể cả Nhật cũng có lính đánh thuê. Nhưng mà lính Nhật á, thì nó không sang Việt Nam như Hàn, mà là lính Nhật nó là sử dụng máy móc và bảo trợ bảo hành những cái máy móc, máy bay, các thứ mà bị hỏng hóc nó kia đấy. Đấy, như thế mà trong khi đó Việt Nam là nghèo nàn lạc hậu, bị là hết bao nhiêu là 90 đời cái ách đỗ hồ là làm nô lệ, lấy cái dân tộc Việt Nam làm nô lệ. Đấy, làm con hầu đó mà chả thắng được Việt Nam thì dư chúng mày quyền gì, tuổi gì mà đôi cắn lại Việt Nam. Trời ơi, thật chúng mày chưa có cửa. Một cái thằng Ngô Đình Diệm là cả cái thằng cha hắn đấy, nó ác độc như thế. Mà riêng cái mô thằng cha hắn ấy là đã bị sét đánh trong cái vùng cái nghĩa trang trí mà mình quên mất rồi, bị sét đánh cho nứt đấy. Cho nên đừng coi đó mà làm bài học, đừng có ác ôn với dân tộc. Đấy, chúng mày không có cửa nào đâu. Tổ tống thằng Diệm á, tổ tống bá Que đấy, đã là làm tay sai, làm chỗ cắn can cho thằng Tàu từ hàng ngàn năm trước rồi. Đến thằng Nhật này, đến thằng Pháp này, đến thằng Mỹ này, rồi lại thằng Tàu tiếp tục theo 10 năm nữa này. Đó, đó là cả truyền nhân lớp lớp chúng mày, truyền theo như thế rồi, báo thế hệ rồi.
Hàng chục thế hệ rồi mà chả làm được cái quái gì dân tộc Việt Nam. Thế dư con nấm là cái mèo gì mà mày phải đưa con nấm ra là như là một thần tượng, rằng con nấm đã đi trước. Trời ơi, dư mà cho con nấm quay trở lại Việt Nam á, nó mừng hơn con nó chết trong lại. Tao nói với Mỹ này nè, nó đã nhầm rất nhiều, cho nên lâu đến chư là con nấm là cấm mỏ rồi. Đấy, muốn nói gì thì nói, hắn đã cài đuối đầu với cái bọn bá que suy sụt hắn làm líp để cắn xé Việt Nam. Thì hắn đã nói rằng muốn làm gì thì cũng phải có cơ sở, hạ tầng phải có cái nền tảng, chứ nói mà lấy nước bọt để mà lật cộng sản à. Tiền tài không có, cơ sở không có, nhớ thì lấy lên nước bọt mà lật cộng sản thì mấy chục năm rồi chúng mày đã lật được gốc nào chưa? Mà dư cái tuổi mày còn già hơn còn nấm nhiều mà mày vẫn ngu như đúng rồi. Lại còn đi tuyến tiền, đi hát cái bài hát để mà tuyến tiền nữa, thì để mà vận động, để mà kích động bạo loạn nữa, để mà chống phá chế độ nữa. Thì tao nói mày rằng là tròn vành vành như bài Phâu Trần là đúng, không sai. Bởi vì người khôn ngoan người ta nói là người ta có cái dự, cái suy nghĩ, cái quan điểm phải đúng rồi người ta mới nói, chứ không phải là hàm hồ như cái thứ mất dạy như chúng mày. Nói thật ra những cái kẻ như mày, như chúng mày, mà cái khí mà đứng lên trên mạng để mà vận động, thì để mà vận động rằng là nên đi theo con nấm, nên mạnh mẽ không sợ gì á, để mà lật đổ chế độ, thì tao nói rằng những cái cỡ như mày cũng chỉ lừa được những cái loài lăng quăng đấy, cũng chỉ lừa được những cái loài lăng quăng trong nước mưa, là gọi là những cái loài ký sinh trùng ngu dốt mà thôi. Đó nè, mà cái khí mà con người, mà những cái kẻ theo chúng mày mà không hề có một cái quan điểm lập trường cho vững vàng, không có lý tưởng, mà chỉ là thèm bớ sửa cằn, thèm bớ thừa sửa cằn đấy, thì những cái loài đó chỉ cần một chút khó khăn là chúng nó đã là mà tán đàn sẽ nghe. Từ năm 1975 đến dư đã biết bao nhiêu hồi nhóm để chỉ dùng nước bọt để mà lật cộng sản, thì lật được góc nào rồi hả? Đấy. Cho nên là chúng mày không đừng cơ hồng mà làm được cái gì. Nếu như mà muốn nối gót Trương Huy Sơn và nối gót con nấm á, thì đó là cái việc của chúng mày. Nhưng mà lừa dân tao rằng là nước Mỹ là xứ thiên đường á, thì ôi thôi xin chúng mày nha, đừng có lừa nha. Con nấm mà dư mà cho nó về quay trở lại Việt Nam á, nó mừng hơn là con nó chết trong lại. Chứ đừng có nói là nó mừng hơn cha nó chết trong lại nha. Một cái đất nước Mỹ mà có hơn 41% dân số vô gia cư. Đấy, và đến cái thời điểm này là quá 6 tháng là tổng trúng là báo ăn báo ngủ rồi. Thì giờ này con nấm cả lo nha, con nấm đang là rút như, đang là như trò hoang lang thang khắp nơi, khắp chốn, rút hết bụi là bụi rậm rồi, rút hết gầm cầu. Đấy. Cái khi ra khỏi tù Việt Nam, nhà tù Việt Nam mà để ra máy bay mà đi đó, là nó béo tốt hồng hào, thậm chí là cả đẹp gái nữa, đẹp ra nữa. Đó. Nhưng mà sáng một năm rồi là nhìn không ra con nấm nè, mọi người ạ. Vì cỡ máu gạo tiền mà không nhìn ra con nấm nè. Và những cái bọn mà bá que đấy là bắt con nấm phải là nói ngay mấy một lịch hai lịch nó kia, để lôi kéo cái lừa mì cái bòn trong nước và là cắn xé chế độ. Nhưng mà con nấm đã, khi mà hắn đã ra khỏi cái khu vực sân bay rồi á, đã thấy cái hòm lẹp, tức là người vô gia cư đấy, mà dài răng rạc hàng chục cây số hai bên đường mọi người này. Đấy, chuối khắp gầm cầu, khắp công viên hay là bụi rậm. Mọi người mà không tin mình thì cứ sang Google mà gõ, tìm gõ bằng tiếng Việt, tìm người vô gia cư ở Mỹ. Trời ơi, thì nó nổi cho một lớp là hằng hà sa số luôn, và người Mỹ cũng rất nhiều. Cho nên con nấm đã là rất là nhục. Đấy, đã cảm thấy rất đau là vì bị con là có như là vợ chồng trúng là lừa phỉnh nó. Đấy, bị vợ chồng trúng là phỉnh nình nó. Đấy, cho cái giải nhân quyền đấy, nhân nhắn quen chứ không phải là nhân quyền.
Đấy, nhưng mà đến khi ra khỏi cái sân bay rồi á, thì hai hàng hà xá số hai bên đường, bất kỳ ở đâu mà có thể trú ngụ được là người dân tới đó trú ngụ. Mà có phải được ở một chỗ bình bình yên đâu mọi người, là họ đi đến đâu thì làm cho cái môi trường nó ô nhiễm đến đó, nào là rác thải bừa bãi, rồi là ô uế cái chất thải của con người nó thải ra này. Đấy, cho nên là công an đuổi như vịt, nó nâng bí cho thằng Trương Quốc Huy một trời một là hết tợ hết hết nở luôn. Nó nâng như thằng nó lấy ông đu đủ nó thổi vào cái địch thằng Trương Quốc Huy nhớ đúng rồi, là một nhà chính trị giá lỗi lạc, là một nhà ngụy biện thế lò thế trái. Oà trời ơi, kinh khủng. Cái bài hát đó thì mới thấy được rằng chúng nó bắt đầu lộ diện và đối đầu với cái chế độ cộng sản. Kinh khủng chưa? Đấy, những cái năm mà 1921, 1922 đấy, mà dẫn chứ có bà như nhà táo rồi, là chứ có bà rồi đèn dầu mà thắp, mà còn biết đi theo bậc hồ. Đấy, tối tắm tù ngục như thế mà còn chấp nhận, khổ đau như thế mà còn chấp nhận, dần thân vô phải chịu tù đầy, không sợ chi hết. Đấy, thì dư cái thời Á Công này, người dân à, chúng ta là khốn hơn bấy cả tỷ lần. Đấy, và từ cái 40, từ cái năm 75 đến trừ á, là mấy? Năm 75 là tức là 25 à? 25 với 22 năm là 47 năm rồi. Nha. 47 năm rồi là chúng mày là hố hào biết bao là biết bao nhiêu. Đấy, hô hào rằng là biết bao nhiêu lần là chúng mày sẽ là đưa quân về Việt Nam. Đó, mà trong đó cho đến cách đấy đâu khoảng 10, 12 năm gì đó đấy, là chỉ có mỗi cái thằng Hoàng Cơ Minh. Đấy, là được trước đó, trước cái thằng Hoàng Cơ Minh đấy, thì chúng mày mà đứa nào mà ổm được tiền, lừa được tiền của dân rồi á, là chúng mày là chạy trốn. Ôm tiền là chạy trốn. Mà riêng có thằng Hoàng Cơ Minh á, thì nó là thấm thu với cộng sản, cho nên nó về Việt Nam. Đấy, à, nó về, nó băng, nó lội rừng, nó về. Nó lội rừng, nó qua Canada, rồi qua Pháp, qua Canada, rồi qua Thái, qua Lào, để về Việt Nam. Nhưng mà chúng nó đã chết yểu hết trên đường. Đấy, nào là đói, nào là cảnh sát các nước truy tìm. Đấy, nào là đói, rồi nào là đứa là phản bội bạn bè, rồi là đói khát không chịu được. Chúng mày đã chết hết, dư sướng phơi cho chó gầm trong rừng. Đó là chỉ có độc nhất vô nhì là cái nhóm thằng Hoàng Cơ Minh đủ can đảm để quay trở về mà mộng tưởng rằng là sẽ lật đổ Việt Nam. Đấy. Chúng mày không chơi được, bây giờ cộng sản bây giờ mạnh lắm rồi. Mà người dân cũng hiểu được rằng không có cái chế độ nào mà gần dân, tốt với dân và lo cho dân như cái chế độ của cộng sản. Đấy, kể cả cái sự tư bản đó, táo chấp đó. Con nấm hay là con nhự, con à, chứ dư con nấm thì sang bên đó rồi. Đấy, bất kể những đứa nào hoặc là như con Diệp già đấy, chúng mày đang cá người con nấm đang thân thường thằng Mỹ. Mà nếu như mà mày mà không đủ cớ để mà cảm thấy không đủ cớ để mà đuổi chất về tao á, thì mày cứ nhờ con nấm dư nó tương tần nên nó biết tiếng Anh, tiếng em nó giỏi lại, nghe nói nó giỏi lắm, nghe cái bọn bá què là nắng bí thổi ổng cho nó là giỏi lắm. Cho nên là có thể là nhờ con nấm hoặc là nhờ bất kỳ một đứa nào mà từng ở với Mỹ, ở bên Mỹ hàng chục năm rồi mà cứ cho là giỏi nhất đi, lên đây đổi chất với tao coi thử cái nhân quyền và sự của sự thiên đường có đáng là phải có phải là tồi tệ hơn Việt Nam hay không. Chứ chúng mày đừng có lừa mì người dân. Đấy, cái nhân quyền, cái thứ của chúng mày còn tồi tệ hơn Việt Nam gấp tỷ lần. Mà chính cái thứ độc đảng Việt Nam mới là cái thứ thừa nhân quyền. Đấy, thừa nhân quyền, thừa tự do cho người dân nha. Cho nên chúng mày đừng có mộng, cái khí mà tao đã chấp nhận lên đây rồi thì chúng mày đừng có hòng mà cắn xé được Việt Nam, mà lừa mì được người dân trong nước. Cho nên vì chúng ta quá thơ ớ với xã hội, cho nên rồi nếu như mà cứ tiếp tục người dân mà cứ tiếp tục
thờ ơ với xã hội như những gì mà vừa qua những năm gần đấy á, thì mai một ra đừng hỏi răng này tài răng mà ngủ dậy rồi là đang ngủ mà nghe từ dưng là nghe súng bắn uy ung oang đấy, hay là ngủ dậy ra sáng mai thấy là dè vàng bá que là trứng khắp ngựa à, trứng khắp ngò là treo khắp đường đấy. Những cái người ta gọi là những cái năm 75 mà chứ Mỹ cứ đi trực thăng nó rải trên đớn đấy, là hô hào rằng là bà con đừng nghe cộng sản và đừng theo cộng sản, mà thằng cộng sản là bài năm sáu thằng là đéo một cái căng canh đu đủ không gầy, cho nên là sợ muộn gì thì quốc gia cũng thắng cộng sản thôi, cho nên bà con là lưu ý đừng có theo cộng sản mà đừng có là nghe cộng sản lừa bịp nó kia, cộng sản rất là nghèo nó kia đấy, nó mì dẫn đấy. Thì dư những cái bọn này ta cũng tưởng tượng chúng nó đang mì dẫn, đang đánh lạc hướng, đang đưa ra một cái tên tuổi nào đó là trùm đầu trùm là trùm cuối của cái vụ Việt Á, để làm cho người dân mất lòng tin vào chế độ, vào cái bộ tự trù triều đình đấy. Cái này khi mà người dân mất lòng tin là rất nguy hiểm đấy mọi người nè, chứ không phải đùa đâu. Cho nên là mình nói thế để mọi người vững tâm, không phải lo, chuyện này sẽ có công an, sẽ có pháp luật đó, chuyện đã bể như thế rồi thì sẽ có pháp luật, chứ không phải lo đấy. Đừng có nghe những cái bọn bá que, mà kể cả mình nói đấy cũng thế, mọi người cứ tìm hiểu từ hai ba hướng, chứ đừng có nghe một hướng, đừng có nghe một người đấy. Rồi thôi thì đến đây mình xin tạm dừng clip nha mọi người, vì khuya quá là khuya rồi, rẻ vang giờ vẫn nhắc lại đôi thì đòi từ vị tuyến 17, đúng đó đó Nguyễn Đình Liễm, nó vẫn đòi lại là ranh giới của nó là từ vị tuyến 17 đấy, ngon chưa? Kính chưa? Đấy, cho nên là nghe thì mọi người nghe thì cứ sàng lọc đấy, khoan là tin mình, khoan là tin tôi nói, mà cứ sàng lọc đấy, nghe cho thật nhiều người đã, rồi khi đó rút ra kết luận thì mới là đúng đấy. Thì mình cảm ơn mọi người đã ghé vô xem, ủng hộ Nick và khuya lắm rồi, thì mình cảm ơn mọi người và chào và chúc mọi người ngủ ngon. Chúc